chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Trong chuyên mục ngày hôm nay, trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin. Tiếp đó là phóng sự quản lý đo lường taximét góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, tại khách sạn Hải Âu, thành phố Thái Nguyên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức hội thảo tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung tại Thái Nguyên. Dự án trình diễn công nghệ sản xuất gạch bê tông bằng công nghệ dung ép đã được Ban Quản lý Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam phối hợp với nhà máy xi măng Lưu Xá triển khai thực hiện. Dây chuyền công nghệ sản xuất gạch được đầu tư trên 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ưu đãi, đi vào hoạt động từ cuối năm 2015. Đến nay đã sản xuất được trên 6 triệu viên gạch, sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu xây dựng, góp phần tạo công ăn việc làm cho công nhân, người lao động. Tại hội thảo đã bàn nhiều giải pháp để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, xây dựng cơ chế chính sách tốt để tạo điều kiện sản xuất gạch không nung dần thay thế gạch đất nung. Cũng trong chương trình hội thảo, các đại biểu đã đến thăm dây chuyền sản xuất gạch tại nhà máy xi măng Lưu Xá, thăm công trường xây dựng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên là nơi sử dụng sản phẩm gạch không nung của dự án. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa qua đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ. Đại diện Cục An toàn bức xạ hạt nhân và Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cùng tham dự chương trình diễn tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã tiến hành diễn tập ứng phó sự cố đối với tình huống kết quả liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ vượt quá giới hạn cho phép và tình huống mất nguồn phóng xạ CS-137 trong kho lưu trữ. Các tình huống trong quá trình diễn tập đã bám sát nội dung trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phê duyệt. Việc tổ chức diễn tập đã được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, an toàn và được quản lý, kiểm soát, phối hợp đồng bộ hiệu quả. Buổi diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Đồng thời đây cũng là bài học kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2016 cho phù hợp với điều kiện thực tế. Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng bản đồ quy hoạch vùng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn và lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đã trình bày nội dung bản đồ quy hoạch vùng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn và đại diện Phòng Quản lý chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu các mẫu thiết kế để lựa chọn làm mẫu nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện bản đồ quy hoạch vùng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn và mẫu nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Thông qua các ý kiến được ghi nhận tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung để có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn tại Cục Sở hữu trí tuệ vào cuối tháng 6 năm 2016. Theo kết quả thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu công nghiệp đối với cơ sở kinh doanh vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa qua cho thấy, các cơ sở được thanh tra chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của nhà nước trong kinh doanh vận tải khách bằng taxi. Đây là một tín hiệu vui để người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng loại hình vận tải này. Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng về nhu cầu sử dụng dịch vụ di chuyển bằng phương tiện xe taxi của người dân, nên các hãng taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã có sự phát triển để thích ứng với tình hình thực tế. Trong đó, hãng lớn nhất có gần 400 đầu xe, hãng nhỏ nhất có 10 xe. Loại hình doanh nghiệp khá đa dạng như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh taxi trong thời điểm hiện nay tương đối phức tạp do giá cả xăng dầu liên tục thay đổi, buộc doanh nghiệp phải thay đổi giá cước theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra 10 cơ sở kinh doanh vận tải bằng taxi. Số xe taxi được kiểm tra thực tế là 352 xe. Tôi rất hoan nghênh các cái đoàn kiểm tra, đặc biệt là vừa rồi có cái đoàn kiểm tra của Sở Khoa học. Các anh có đến kiểm tra định kỳ các đơn vị. Thế và chúng tôi rất hoan nghênh và rất mong muốn là các anh là phải làm thật triệt để. Để cho các đơn vị taxi nói chung có cái là chấp hành tốt quy chế, không ảnh hưởng đến uy tín chung cái ngành vận tải các taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và chúng tôi thì
có được sự yêu quý, tín nhiệm khách hàng. Cho đến ngày nay thì ngoài cái phục vụ tốt, ngoài cái việc phương tiện đảm bảo thì là khách hàng tin yêu chúng tôi bởi cái việc tính cước chính xác. Thực tế kiểm tra cho thấy đồng hồ tính cước taxi của các hãng đang sử dụng thuộc các loại mang nhãn hiệu LGB-M1, LGB-Z5, Big Ten, TC01, HPN-2010. Đây là những loại đồng hồ đã được phê duyệt theo mẫu quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các cơ sở đã xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định của các phương tiện đo còn trong thời gian có giá trị do Công ty Cổ phần Đo lường Việt Nam và Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ cung cấp. Để mà duy trì được cái độ ổn định cũng như là cái độ tính chính xác của cái đồng hồ tính tiền ấy, thì ngoài những quy định của pháp luật thì công ty hàng ngày có cán bộ kiểm tra ở tại bãi giao ca cũng như là cái hệ thống niêm phong kẹp chỉ riêng của taxi Mai Linh để kiểm tra về các cái vấn đề về liên quan đến cái bộ đồng hồ tính tiền và cái nhận dạng thương hiệu của công ty trong cái việc đấy, và thường xuyên có cái sự duy tu bảo dưỡng theo định kỳ của quy định của pháp luật cũng như của tập đoàn quy định trong cái việc bảo dưỡng cái đồng hồ tính tiền. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hiện 101 trên 352 đồng hồ taximet không còn nguyên vẹn tem niêm phong của tổ chức kiểm định tại ổ kết nối nạp biểu giá cước. Theo trình bày của các cơ sở, sau khi giá xăng dầu có sự biến động và theo yêu cầu của Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải nên đã thay đổi giá cước để phù hợp với tình hình thực tế. Cơ sở đã xây dựng phương án giá mới và tiến hành cài đặt lại giá. Nhưng do chưa hiểu biết quy định khi cài đặt lại giá nên chưa thông báo với tổ chức kiểm định để giám sát và niêm phong ổ kết nối nạp biểu. Sau khi cài đặt xong, các cơ sở đã có biện pháp kiểm soát đồng hồ taximet bằng tem niêm phong của công ty tại ổ kết nối nạp biểu giá cước và hộp bảo vệ bên ngoài đồng hồ để tránh sự tác động từ bên ngoài đến đồng hồ. Nhiều hãng taxi trong quá trình thay đổi giá cước taxi thì đã mặc dù đã có cái văn bản đã báo cáo với các cơ quan quản lý như là Sở Tài chính, Sở Giao thông, như thuế. Tuy nhiên trong quá trình mà cài đặt lại giá thì đã thực hiện chưa đúng quy trình, thì đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở đề nghị các đơn vị thực hiện quy trình là phải mời tổ chức kiểm định đến giám sát và niêm phong lại sau khi đã tiến hành cài đặt xong. Đối với các hãng taxi thì cũng phải thường xuyên tìm hiểu các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, và ngoài cái việc thực hiện các quy định pháp luật thì cũng phải quan tâm đến kiểm soát để nâng cao cái uy tín chất lượng phục vụ hành khách trong quá trình hoạt động. Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi là đảm bảo sự tôn trọng đối với khách hàng. Qua đó loại bỏ những hành vi gian lận khiến quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm. Và đó cũng chính là điều mà tự mỗi doanh nghiệp làm ăn chân chính cần thực hiện để xây dựng và khẳng định thương hiệu cho đơn vị mình. Đảm bảo minh bạch, khách quan và trung thực cho mỗi km quãng đường vận tải hành khách trên những chiếc xe taxi là điều mà mỗi doanh nghiệp kinh doanh loại hình này cần quan tâm cho từng chiếc xe của đơn vị. Chương trình Khoa học và Công nghệ do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên phối hợp thực hiện xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.